Hôm công ty Đại Phúc Vinh sẽ giới thiệu đến quý vị khách hàng chiếc máy cơ bản trượt mới nhất của Honda với model là C3200. Đây là model mới do công ty Honda Trung Quốc sản xuất. Dòng mới này thì sẽ có lên xuống lưỡi cưa bằng điện, chỉnh điện. Đây hai cái nút ấn có thể lên xuống lưỡi cưa, hiển thị góc nghiêng bằng số. Khi ta quay tay quay ở đây thì máy sẽ hiển thị là máy đang ở lưỡi cưa đang nghiêng ở góc bao nhiêu độ. Máy có chiều rộng mặt bàn là 380mm, chiều dài bàn trượt là 3200mm. Như vậy chúng ta có thể cắt được ván khổ tối đa. Đây là bộ phận cánh gà với hai cữ có thể di chuyển được. Đây là thước góc cắt những phôi lớn. Đây là thước phụ để đỡ những tấm ván lớn. Mặt bàn làm bằng chất liệu nhôm rất là tốt. Đặc biệt máy có hai chân phụ ở hai đầu máy để đỡ, giúp cho máy hoạt động có thể ổn định hơn. Còn lăn hỗ trợ để đưa ván vào. Ở mặt sau chúng ta có hai cái chân phụ để đỡ cái bàn phụ đằng sau. Tay quay để điều chỉnh lưỡi cắt mồi. Bên trong này là để điều chỉnh lưỡi cắt mồi lên xuống. Bên này để điều chỉnh lưỡi cắt mồi nghiêng ra, nghiêng vào. Đây là thông tin kỹ thuật của máy. Máy có motor cắt chính là 575kW, nó bằng 7 ngựa rưỡi. Và motor cắt mồi là 1 ngựa sử dụng điện 3 pha 380V. Đây là phần tủ điện của máy, sử dụng những linh kiện điện tốt nhất. Đây là motor để quay lên xuống lưỡi cưa, được bọc bụi rất cẩn thận nên sẽ không sợ bám bụi vào trong trục. Ngoài dòng C3200, trong showroom của Đại Phúc Vinh còn rất nhiều các dòng máy cưa bàn trượt khác đã giới thiệu trong những video trước. Quý khách hàng có nhu cầu mua máy có thể liên hệ với công ty Đại Phúc Vinh.